Đây là cửa hàng của chú Minh Râu ở là 270 Đức Trọng Lâm Đồng á. Ở khu đó còn các bạn thấy ngay Đức Trọng Lâm Đồng thì ngay chỗ 270 thì các bạn hỏi cửa hàng chú Minh Râu là người ta biết. Chuyên bán máy cày, bây giờ mình sẽ vô mình xem thử chiếc Isaki này của chú. Bộ vỏ đồ vỏ trước là vỏ BKT, vỏ này là của Thái Lan phải không ta? Vỏ BKT. Vỏ sau này là vỏ của Hàn Quốc nè. Mới tuần hết. Con này là Isaki 8000. Xem ở dưới gầm nó chạy hai cầu, cầu trước và cầu sau. Dàn dưới đồ còn rất đẹp. Mở máy đồ ra chị, máy đồ nhìn khô rang. Dàn gầm nó còn rất đẹp. Đây, tắp lô. Tay lái. Tí thôi mình sẽ báo giá cho các bạn nghe. Chà, máy bên trong đã quá. Đây, 2, 4, 6 máy các bạn. 6 máy. Đây, nhìn máy bên trong nè, khô rang tuyệt vời chứ, quá đẹp đúng không? Tay lái trợ lực. Đây là dàn đuôi nè. Đó. Hai cái cầu hai bên. Dạ. Quay cái vỏ này cây phun nè. Dạ. Vỏ cây phun Hàn Quốc á. Dạ, vỏ cây phun Hàn Quốc. À, tiếp drone Hàn Quốc. Là đẹp các bạn nha. Thì con này thì nghe nói là giá là 201 triệu các bạn. Số cơ các bạn nha.
số cơ chứ không phải số dầu đâu nha. Số cơ. Hai trăm mốt triệu vậy, nó nằm ở tầm cỡ giá đó. Rồi nếu mà bạn nào mua thì tới ngay cửa hàng của chú Minh Râu các bạn nha, tại là thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng các bạn nha.